Hello, xin chào các bạn. Trở lại với các bạn, tiếp tục cái chuỗi series hướng dẫn các bạn cách chạy xe ha, xử lý một vài cái tình huống rất là thực tế và cơ bản ở ngoài đường. Thì cái chủ đề ngày hôm nay đó chính là các bạn băng qua đường hoặc là quay đầu xe mà làm sao cho nó an toàn và nó chuẩn nhất ha. Nói chung là chuẩn theo cái kiểu của Phương thôi, còn có nhiều Phương thấy có nhiều các bạn hay nhiều các anh khác các cách chạy xe cũng rất là hay ho, thì nói chung cái nào hay hơn thì các bạn tiếp thu thêm. Tuy nhiên bây giờ Phương chỉ cho các bạn một cách nó chuẩn ha. Thì để mà băng qua đường này, các bạn thấy không, đây là đường hai chiều ha. Chiều này chạy lên nè, chiều kia chạy xuống, ở giữa có một cái len ha. Thì ở ngoài thực tế á, thì nó có len đứt và len liền nhau đó. Thì cái việc mà được lấn len hay là không lấn á, thì cái chuyện đó bỏ qua một bên. Ở đây là Phương hướng dẫn cho các bạn cách quay đầu xe trước đi, nhưng mà lấy cái len để cho các bạn biết cái tâm điểm giữa con đường ha. Thì khi mà các bạn đang chạy xe ngoài đường, các bạn muốn băng qua bên kia, Phương ví dụ như giờ Phương đang đứng đây, Phương muốn băng qua cái nhà có cái bảng màu xanh đó đi, thì nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á, là các bạn chạy từ ở dưới, các bạn chạy lên, các bạn biết là sắp tới các bạn sẽ băng qua đây rồi, là các bạn biết trước cái lộ trình của mình ha. Đó, thì ngay từ phía dưới đó các bạn phải bật đèn xin nhan, các bạn phải lấy len là sao, xe các bạn phải ra gần giữa tim đó, và khi gần tới đây là bắt đầu các bạn lấy quẹt qua luôn. Tới cái nhà bảng màu xanh ha, đó là các bạn biết trước cái lộ trình mình đi đó, và các bạn biết cần phải làm gì, bật đèn xin nhan nè, lấy len nè và quẹo luôn ha. Rồi còn cái trường hợp thứ hai là mới căng nè. Cái trường hợp thứ hai mà các bạn lóng ngóng á, là rất dễ gây tai nạn á, đó chính là các bạn không biết khi nào các bạn quẹo. Cái trường hợp thứ nhất là các bạn đã chạy lố qua cái chỗ các bạn muốn băng qua rồi. Ví dụ như bây giờ các bạn tự dưới các bạn chạy lên kiếm cái nhà màu xanh này để các bạn băng qua, nhưng mà các bạn chạy lên tới cái khúc cái chiếc xe hơi rồi, chạy lên phía trên rồi, các bạn biết là mình đã lố rồi. Vậy thì sao? Hoặc là cái trường hợp thứ hai là các bạn chưa biết mình quẹo khúc nào, thậm chí các bạn không biết là mình có nên quẹo vào căn nhà màu xanh này hay không, nhưng mà các bạn muốn qua bên đó ha. Các bạn biết đinh ninh là cái chỗ mình đang cần tìm nó nằm đâu cái khúc đó đó, bây giờ các bạn muốn băng qua luôn. Vậy thì á, có nghĩa là các bạn không xác định được cái lộ trình trước mình muốn băng qua đường. Bởi vậy cái trường hợp đó đó là các bạn tốt nhất, Phương khuyên nha, là các bạn tấp xe vô lề. Không phải tấp xe vô lề mà là các bạn từ đang chạy giữa đường đúng không, các bạn áp sát xe mình vô lề và các bạn chạy chậm chậm ở trong lề đó, các bạn nhìn qua phía bên này để các bạn xác định cái điểm các bạn muốn băng qua ha. Đó, các bạn chạy xe nè, các bạn chạy xe lên. Rất là nhiều người chạy xe mà chạy cái kiểu này nè các bạn, không biết mình quẹo cái chỗ nào, cứ xe cứ chạy ra giữa này, cứ ra giữa đường rồi cứ bật đèn xin nhan trái, cái chạy rề cái xong nhìn vậy nè, rề cái chạy kiểu đó là tự sát, xe hơi phía dưới lên rồi nó ủi các bạn, còn nó không ủi các bạn là nó bóp kèn in nổi các bạn. Mà lúc mà nó bóp kèn in nổi hoặc là xe phía dưới nhiều quá như vậy, các bạn bị hoảng và các bạn băng qua đường bậy lắm, các bạn xỉa ngang luôn đó. Vậy trở lại vấn đề, cái trường hợp thứ nhất là các bạn đã biết cái lộ trình rồi, các bạn đã biết khi nào các bạn cần băng qua đường thì nó quá là dễ dàng ha. Là các bạn ngay từ phía dưới đó bật đèn xin nhan trái ha, các bạn đang chạy bên này đúng không, muốn quẹo qua đó bật đèn xin nhan trái, lấy len sẵn chạy gần tới đây rồi bắt đầu nhìn cái lượng xe ở phía trên, phía chiều ngược lại nè, rồi nhấp ga để băng qua ha, nhấp ga để băng qua, quá là đơn giản. Còn trường hợp thứ hai, không biết, không tìm được cái điểm mình băng qua mà cái điểm mình băng qua đã chạy lố qua rồi, hoặc là bây giờ đang dò tìm cái điểm để cần băng qua, rối trong đầu nhiều quá, vậy thì chọn một cái phương án nó dễ nhất, cho xe chạy sát vô lề.
đó, từ phía dưới đây đúng không các bạn, cái khúc mà các bạn muốn băng qua nằm ở đâu phía trên này rồi rồi, nhưng mà giờ không biết, cho xe chạy vô lề, bật đèn xin nhan phải, chạy chậm 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 chậm, bật đèn xin nhan phải nha, chạy chậm 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 chậm, nhìn tìm à cái chỗ mà mình muốn qua đây rồi, rồi bắt đầu dừng xe lại giùm nha, dừng xe lại giùm Phương, đừng có cần rề 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 xong nhấp đi ra, dừng lại hẳn luôn, dừng lại nè, bật xin nhan trái, quay đầu về sau nhìn lượng xe ở cái cùng chiều mình đang giao thông nó như thế nào, à nó sẽ đông, nó sẽ hơi đông, nó sẽ vắng và nó sẽ cực vắng, có nhiều trường hợp nó xảy ra. Rồi sau khi nhìn bật xin nhan trái rồi, nhìn lượng xe rồi, bắt đầu lấy hướng, nhấp xe từ từ qua, từ từ qua luôn ha, đó từ từ qua luôn nha các bạn. Mọi thứ các bạn diễn ra thật chậm thì các bạn sẽ có điều kiện để các bạn xử lý tình huống, cũng như các bạn cho những người đang tham gia trên giao thông xử lý tình huống cùng với bạn. Xử lý tình huống cùng với bạn là sao? Người ta từ xa lên thấy bạn đang nhấp chỉ hướng qua đây là người ta tự khắc giảm tốc độ, hoặc là người ta sẽ né bạn, người ta sẽ không có chặt đầu bạn mà người ta sẽ chọn phương án là ôm đuôi bạn, như cái phần này cho các bạn đi qua ha. Và cái sự việc đó nó diễn ra rất là nhanh, rất là nhanh. Ở đây Phương nói nó chậm vậy đó, chứ ở ngoài đường các bạn nghĩ đi, hàng ngàn xe qua lại với nhau, cái việc mà các bạn xử lý những cái tình huống nó tích tắc chỉ xảy ra trong giây thôi đó. Và các bạn cứ làm theo cái quy trình đó là ok ha. Tuyệt đối nè, tuyệt đối khi mà băng qua đường á, đừng có đang chạy cái tự nhiên cái quẹo cái xỉa ngang qua, cái kiểu chạy đó là kiểu chạy cực kỳ mất dạy luôn. Kiểu chạy thứ hai, không bật đèn xin nhan. Phương đã làm một cái clip nói rất rõ về những cái chức năng, những cái nút bấm ở trên clip xe số và xe tay ga rất là kỹ cho các bạn rồi, cố gắng tìm cái clip đó xem lại nha. Vì sao mà làm cái clip đó, nói cho các bạn nè, nhiều người già hai thứ tóc rồi mà bây giờ vẫn không biết được cái chức năng đèn pha với đèn cốt ở trên xe máy nó làm chức năng gì. Ở trong phố trời sáng chân cứ bật đèn pha dội vô mặt người ta đó. Bởi vậy nha, cố gắng nắm được thật vững những cái chức năng trên xe, và khi mà quẹo á, băng qua đường nè, hoặc là cặp lề nè, quẹo cua băng qua đường nè, thì cái đèn xin nhan nó rất là quan trọng. Nếu mà trên chiếc xe của các bạn mà đèn xin nhan nó bị cháy thì các bạn còn phương án gì để ra dấu hiệu cho người ta biết ở phía sau lưng các bạn biết là xe các bạn chuẩn bị quẹo không? Xin thưa các bạn, hai bàn tay nè, quẹo trái nè, giơ tay trái vẫy lên ha, quẹo phải nè, giơ tay phải lên vẫy lên nha. Cố gắng sử dụng những cái gì mà mình đã có thể cho người ta biết. Rồi bây giờ Phương nói lại một chút xíu về cái vụ băng qua đường để kết thúc clip ha. Thôi Phương thực tập đi. Phương thực tập cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất là Phương sẽ biết được rằng cái vị trí mà Phương cần quẹo là ngay cái nhà màu xanh này. Các bạn sẽ coi Phương từ xa làm những cái động tác gì ha. Rồi, đó là cái trường hợp thứ nhất ha, Phương mới ví dụ cho các bạn. Đó là cái trường hợp mà các bạn đã xác định được cái điểm mà các bạn cần băng qua đường. Thì ngay từ xa các bạn phải bật đèn xin nhan nè, các bạn lấy lên nè, và các bạn canh cái khoảng cách mà gần tới điểm rồi các bạn lấy hướng và các bạn quẹo luôn ha. Cái trường hợp này nó rất là đơn giản rồi. Quan trọng là các bạn làm sao cho nó ngọt ngào thôi. Nhất là cái chỗ Phương thấy rất là nhiều các bạn hay quên bật đèn xin nhan, chạy tới đó tự đang chạy tự nhiên cái quẹo đột ngột nhé, làm cho xe phía sau nó không có đỡ kịp ha. Rồi lưu ý ở cái điểm đó. Và cái điểm thứ hai nữa là khi mà các bạn băng qua rồi thì ở đây là đường vắng nên các bạn thấy Phương làm nó liền một mạch, nhưng ở ngoài thực tế thì đường nó rất là đông, xe ở phía trên sổ xuống rất là đông. Vậy thì gần tới cái điểm băng qua rồi các bạn cần phải làm gì?
các bạn chạy chậm, và nếu mà không chạy chậm được các bạn dừng hẳn xe luôn, xe vẫn để xin nhan nha. Và các bạn canh phía bên đây vắng được khúc nào thì nhấp ga để xe nhích từng bước để băng qua đường nha các bạn, từng bước để băng qua đường nha, chứ đừng có làm một cái rào nha, xe ở phía trên nó sổ nhiều lắm, nó thấy bạn nhiều khi nó lại né không kịp. Và các bạn nên nhớ mình là người đi xin đường, các bạn ở phía bên kia các bạn băng qua bên đây, mình là người đi xin đường nha, chứ không phải là mình được ưu tiên hay đặt cách cái gì hết á. Bởi vậy cứ từ từ, các bạn thấy cái xe phía này đang sổ xuống đúng không, nếu mà nó nhường các bạn thì không sao, còn không nhường thì các bạn phải nhường lại nha. Các bạn là người trong tư thế là người đi xin đường. Rồi, đó là trường hợp thứ nhất. Và bây giờ Phương sẽ thực hành cái trường hợp thứ hai nè. Cái trường hợp thứ hai là các bạn không biết khi nào các bạn nên băng qua đường, hoặc là các bạn đã chạy lố rồi thì các bạn phải làm sao. Thì bây giờ Phương sẽ làm cho các bạn coi. Trường hợp thứ hai luôn á, mà Phương diễn hơi bị sâu luôn á các bạn. Nghĩa là sao? Từ xa Phương không biết khi nào Phương nên băng qua đường, Phương chạy chậm ha, và Phương chạy gần tới chiếc xe đó thì Phương đã biết Phương nên quẹo qua đây. Nhưng mà bây giờ cái khoảng cách nó gần quá mà đột ngột băng ra thì không được. Phương cặp xe vô lề ha, bấm xin nhan phải, cặp xe vô lề. Rồi sau khi cặp xe vô lề xong rồi đã xác định cái chỗ mình băng qua rồi đúng không, bật xin nhan trái, quay lại phía sau nhìn cái lượng xe đó đang như thế nào, xe vắng đúng không, nhấp từ từ qua. Và lưu ý ở cái điểm này nè các bạn, xe băng qua đường hay người băng qua đường gì cũng vậy, thì các bạn lưu ý giùm Phương ở cái điểm vạch này. Ví dụ như các bạn từ trong đây đúng không, các bạn băng qua đó đúng không, thì các bạn phải nhìn cái chiều cùng chiều các bạn nè, xe đang sổ lên như thế nào, nhìn. Rồi, bật đèn xin nhan trái, băng qua từ từ. Nhìn nha, nhìn phía trên này là chắc chắn là không có ai rồi. Cái phía lên này là không có ai rồi. Các bạn nhìn phía dưới này nè. Đó, và các bạn lên từ từ. Xe vắng như thế nào, cứ lên từ từ. Và xe mình mà nó tới ngay cái vạch này nè các bạn. Tới ngay cái vạch này thì các bạn biết làm gì không? Đổi hướng nhìn. Hồi nãy nhìn dưới này đúng không? Còn xe nó tới cái vạch này là phải nhìn ở phía trên này, xe nó sổ xuống mà. Rồi, xe vắng, nhấp. Xe đông, chờ xíu. Vắng, nhấp. Vắng, nhấp, vắng, nhấp, nhấp, nhấp. Rồi, lên lề luôn. Tới điểm cần đến. Ha. Cái sai của cái trường hợp khi mà băng qua đường á, Phương thấy hầu như đa số luôn á các bạn. Đa số luôn á. Già trẻ lớn bé những vậy, băng xe hai bánh, băng hay đi bộ, chuyên gia vậy nè các bạn. Từ bên đây đúng không, băng qua đó đúng không, lúc nào cũng để hai con mắt nhìn lên phía trên này. Cái phía này bỏ. Giống như có cảm giác là khi mà các bạn băng qua phía cùng chiều thì xe phía trên đây nó nhìn thấy các bạn, nó tự che né các bạn. Đó là cái tầm bậy và cái tầm bạ và cái sai và cái lỗi nha. Đường hai chiều là phải nhìn hai chiều, đường một chiều nhìn một chiều, đường này hai chiều nè, các bạn đang ở trong đây đúng không, băng qua đó là các bạn phải nhìn ở cái chiều cùng chiều với mình trước, xe sổ lên như thế nào, nhấp tới cái len này. Rồi cái chiều này chiều khác nè, xe ở phía trên sổ xuống đúng không, nhìn hồi nãy nhìn đây, giờ quay qua đây nhìn đây, xe xuống nè, vắng nhấp, băng qua đường nha. Mấy cha mấy mẹ băng xe qua đường hay đi bộ cũng vậy, chuyên gia vậy nè các bạn, chuyên gia vậy nè, nè băng qua đường chuyên gia vậy nè, đó chuyên gia vậy nè, đường hai chiều luôn nha, băng qua đường chuyên gia vậy nè, ở phía bên này bỏ, con xe nó chạy lên tông hỏi sao ngu đó.
người ta đường 2 chiều đúng không? Các bạn băng qua, đầu tiên là các bạn phải nhìn với cái chiều cùng mình nè, nhìn tới ngay cái lane này, rồi bắt đầu đổi hướng nhìn, đổi hướng chiều xe về đó, xong qua. Như vậy mới gọi là băng qua đường đúng cách. Ủa đường 2 chiều mấy cha mấy mẹ lúc nào băng qua đường cũng nhìn có một chiều không à? Cái chiều còn lại giống như là tự khắc xe thấy mấy bạn né, không có đâu các bạn. Chẳng qua là nó chưa có cơ hội nó ủi các bạn thôi. Lưu ý ở cái điểm này nha. Rồi, cái clip ngày hôm nay là hướng dẫn cho các bạn cách băng xe qua đường ha, phân tóm lại trong hai trường hợp thôi. Các bạn trẻ trong cái quá trình mà xem cái clip này, cái chỗ nào mà thắc mắc hay còn vấn đề gì đó, comment ha. Phương sẽ nghiên cứu để trả lời comment cho các bạn, và coi từ trong những cái comment đó của các bạn, Phương sẽ làm tiếp những cái clip để giải đáp thực tế từ những cái comment đó ha các bạn. Rồi, clip tới đây cũng khá dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Còn bây giờ, Phương về á.